cầu trả lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, cầu mẹ là Phật Mẫu Diệu Cung, nguyện thầy là mười phương Phật cùng các vị Bồ Tát chứng minh. Xin chính mẹ Liên Đài bảo hộ, mẹ Ngũ Hành năm mẹ giúp con, độ con đến cung son màn cuối, đừng bỏ con thui thủi dương gian. Mẹ độ con an nhàn tu tịnh, giúp cho con thức tình kịp thời, để mau ráng thành tâm học đạo, học đạo thầy chuyên gia chuyện giáo. Mong ơn trên mẹ chỉ bảo, giúp cho con giả thảo lòng ngay. Để ngày sau về được Liên Đài, quỳ chầu bái tay cúng dương mẫu, nay khói hương con đã xong thấu, mong ơn trên chứng giám lợi cầu, độ cho con thành đạt ý nguyện. Nhờ mẹ cha ơn trên soi chuyển, cho con được chính phẩm đài sen. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn A Di Đà Phật. Đây đầu xá mẹ bái cha, lòng con thành kính lên thờ hoa sen. Con dân ương thủy hoa đèn để đầu kinh bái mẹ cha chứng lòng. Nam mô Kính Đức Bế Rồng, mong cha xá tội khoan hồng cho con. Nam mô Kính Mẫu Cung Son, độ con thoát khỏi màn ba hội này. Nam mô Kính Đức Phật Thầy, độ cho bổn đạo nơi này thành tâm. Nam mô Kính Phật Quan Âm, dắt đường bổn đạo khỏi lầm quỷ ma. Nam mô Kính Phật Thích Ca, mở đường dẫn dắt con ra khỏi vòng. Nam mô Kính Các Tiên Ông, hồng quân lão tổ khỏi rồng độ xanh. Nam mô Kính Đức Ngọc Thanh, chèo thiền đoan rước con lành về thiên. Nam mô Kính Đức Cụ Thiên, mẹ sanh mẹ độ con hiền an khang. Nam mì mô Kính Phật Tây An, độ cho sanh này chúng khỏi màn kỳ ba. Nam mô Kính Đức Di Đà, trước người tu hành mau mau quay về. Nam mô Kính Đức Chuẩn Đề, quá
thần bảo hộ con về Tây Phương. Nam mô Cảnh Đức Điện Dương, thứ tha tội lỗi cho con an nhàn. Nam mi mô Cảnh Mẫu Ni Phan, hộ phù cho trẻ bình an tu trì. Nam mi mô Cảnh Tổ Thích Ni, giúp người tu hành đã thành kỳ ba. Nam mi mô Cảnh Thượng Tử Nha, giúp thời giúp dẫn trong nhà bình yên. Nam mô Cảnh Đức Phổ Hiền, dắt người tu hành đến ngày quy tiên. Nam mi mô Cảnh Mẫu Bạch Liên, ban hồng phước đức cho người lo tu. Nam mô Cảnh Đức Văn Thù, độ người tàn tật đuôi mù quy y. Nam mi mô Nguyên Thủy Từ Bi, dắt người lạc lối từ bi đã thành. Nam mô Kính Mẹ Ngũ Hành, độ người tu hạnh đến ngày quy tiên. Nam mô Kính Đức Mục Kiền Liên, dạy người báo hiếu củ quyền tông môn. Nam mô Kính Đức Lão Tôn, ban cho phép lệnh trục hồn quỷ. Hộ pháp ông Tiêu, quá thần bảo hộ dắt diều chúng sanh. Nam mi mô Cảnh Mẫu Thánh Ni Anh, thứ tha trẻ nhỏ đừng hành khổ đau. Nam mô Cảnh Đức Nam Tào, chấm công chấm điểm con vào sổ thiên. Nam mi mô Quang Thánh Tam Hiền, già làm cứu độ con liền chịu thắng. Nam mô Kính Đức Yên Đăng, độ cho sanh chúng ăn năn cải tà. Nam mô Thái Ức Độ Quang, dạy cho bốn đạo nhớ cha mẹ già. Nam mô Kính Các Cô Bà, độ cho trần thế khỏi mà nặng tay. Nam mô Kính Đức Như Lai, xả tay mở đạo cho người lo tu. Nhờ cha chứng giám hộ trì, độ cho con trẻ ngàn thu trở về. Nam mô Quyền Khôn Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn Tát Đại Chứng Minh. Địa Mẫu Đấng Tối Cao Giác Ngộ, Điện Linh Quang Mẹ Độ Cho Con. Muốn con tu sửa cho tròn, để con giữ vững con còn ngày sau. Mẹ dạy con tu mau kẻo trễ, thấy con thơ khóc kể trần miền. Mẹ đây ngồi đứng không yên, sợ con lăn lộn đảo điên trần hồng. Nên mẹ phải
phải Phật phòng lo lắng, xuống trần miền dãi nắng dầm mưa. Khuyên con tu tịnh sớm mây trưa, nhưng mà con lại bỏ bừa chẳng nghe. Mẹ đã sắm thiện bè để sẵn, muốn con hiền tinh tấn tìm đi. Tìm đường về đến cung Di thì con mới gặp Diêu thì con ơi. Đạo tu hành bỏ trôi không nghĩ, tại con thơ cứ ỷ bạc vàng, nên con không nghĩ mẫu hoàng. Mẹ hiền dạy bảo sổ sàng làm chi. Ráng đi trẻ quy kịp lúc, cái quân này hạnh phúc con ơi. Tu đi đúng lúc kịp giờ, tu đi mẹ sẽ đợi chờ trước con. Mẹ ngự chốn cung son phê bút, biết con thơ hạnh phúc đến rồi. Nhưng mà con lại bỏ trôi, không lo tu sửa phản hồi liên bang. Ráng đi mẹ cùng cha tu vớt, đợi con thơ giảm bớt tội tình. Ngày đêm gian giai tụng kinh, sửa tâm thiệt tình đi con. Nay thấy trẻ lo tròn đạo pháp, chắc là con đền đáp mẹ hiền. Ráng đi mẹ mở đạo thiên, dắt nhiều nam nữ trần miền vào thi. Trường Phật mẫu cung Di tại thế, ráng học hành kinh kể cho thông. Nếu mà con đã học xong, mẹ đầy bế trẻ vào lòng đem đi. Lời mẹ dạy nhớ ghi cho rõ, mong con thơ chớ bỏ lụy mình. Thông suốt nghĩa kinh màng ba niêu, dứt cùng đình đau lai. Sát tệ thấy con bỏ gia thất, hồn linh con mẹ cất vào lòng. Nguyện về ra mắt bệ rộng, rằng con dứt nghiệp hồng trần về đây. Nghe lời dạy nơi đây giáo lý, mong con thơ nghĩ kỹ đàng hoàng. Mẹ là Phật mẫu hạ sang, về trần mượn xác viết ra kinh này. Muốn con trẻ xung dày một chỗ, hiện cùng thiện ác giữ phân ra. Hiền lương thì gặp mẹ già, ác gian sẽ gặp quỷ ma ngục tù. Nay Phật mẫu diêu trì phân rõ, nếu không nghe mẹ bỏ màn này,
thì con bị quỷ phanh thay, hồn con sẽ bị ngục đầy khảo tra. Con muốn bị quỷ ma xé xác, thì con thơ làm ác trần miền. Con nào muốn đặng phước duyên, thì mau hải tráng làm hiền nghe con. Muốn con trẻ cung son lai gót, mẹ xuống trần lần chót ở giải khuyên. Con nào có nghĩa có duyên, mẹ đây sẽ dắt con hiền đạo tu. Đừng tham lên lòng lên dù, đạo tu chỉ có công phu thôi mà. Ráng đi kẻ thiệt thà nhân đức, vào đạo tu lập tức mau tầm. Người tu từ bỏ cạnh tranh, người tu phải biết thiện lành mở quan. Nơi gia thấp con lập trang thờ kính, tại sao con không nhìn người đời? Tại vì con quá ham chơi, cho nên con mới chửi đời hành hung. Chừng đến lúc bể tung gia thất, thì con thơ tâm tắc than rằng: mẹ ơi, con dạy con hung, bây giờ con đã ăn năn muộn rồi. Đừng đến đó đi ngồi không vững, thấy con thơ chập chững nguyện cầu, chấp tay nguyện giái tay lầu. Mẹ ơi, hộ độ trần hầu cho con. Mẹ ngự chốn cung son hiểu rõ, tại con thơ quên bỏ lời thiên. Có khi làm mẹ hùng điên, nên con phải chịu đảo điên là thường. Mẹ đưa trẻ vào